Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức thuộc thành phố Regina, tiểu bang Saskatchewan, Canada, trong dịp lễ Phật Đản. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Ở ngoài trước đó nghe rõ không? Nghe rõ không? Dạ, cái microphone này nó hơi yếu giống Pháp Hòa. Thưa đại chúng, năm nay lễ Phật Đản chúng ta kéo dài ở khắp nơi là bởi vì các nơi luân phiên tổ chức, và các thầy thì cũng có trách nhiệm hướng dẫn nhiều nơi, cho nên rồi đến tuần sau Pháp Hòa còn 2 chỗ nữa mới hết cái mùa lễ Phật Đản. Bây giờ chúng ta không gọi là ngày Phật Đản nữa, gọi là mùa Phật Đản, tại vì nó kéo dài hơn cả tháng trời. Pháp Hòa làm lễ Phật Đản từ đầu tháng 5 tới giờ đó, coi như là mỗi cuối tuần đều có nơi có chỗ để làm lễ hết. Thưa đại chúng, khi mình nói đến Phật Đản, nghĩa là mình nói đến sự đản sinh của Đức Phật. Đức Phật nào cũng có những giai đoạn, và theo như truyền thống của Nam truyền á, thì các vị sẽ tổ chức gộp chung lại 3 ngày lễ kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca chung một ngày. Người Á Đông mình á, thí dụ như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, tức là Hàn Quốc á, thì chúng ta làm riêng ra, Phật Đản làm riêng một ngày, lễ Phật Niết Bàn làm riêng ngày, Phật Thành Đạo làm riêng ngày. Nhưng mà bên Nam truyền á, tức là các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, thì các vị đó làm 3 ngày lễ chung một ngày, đó là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, gọi là Phật Đản. Ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ngày Phật mất á, đản sinh, thành đạo, Niết Bàn làm chung một ngày hôm nay, cho nên gọi là lễ Tam Hợp. Chữ viết sắc, viết sắc là tên của cái tháng Ấn Độ. Viết sắc không có là cái tên tháng, mà Ấn Độ họ xài tên tháng giống Canada, giống Mỹ vậy đó. Mình gọi là January, February, chứ không phải giống như người Việt gọi là tháng 1, tháng 2. Mà phương Tây họ xài tên tháng, thì Ấn Độ cũng vậy. Và cái thời điểm này ở bên Ấn Độ gọi là tháng Vesak. Thì cái tháng này là Đức Phật đản sinh. Thì theo quý vị được biết là Đức Phật lịch sử được sinh vào năm 624 trước Tây Lịch. Nghĩa là Đức Phật sanh trước Chúa Giêsu 624 năm. Và Đức Phật sống được 80 năm. Thì bây giờ nếu mình lấy 8 năm 624 đó, mình trừ đi 80 năm tuổi thọ của Đức Phật, thì mình sẽ ra con số năm mà Đức Phật mất là 544. Lấy 544 đó cộng với con số mà chúng ta đang sống đây là 2024, thì chúng ta sẽ ra con số là 2568. Đó là năm gọi là chúng ta gọi là Phật lịch. Phật lịch tức là lịch của Phật giáo kể từ khi Đức Phật qua đời. Và năm 544 chúng ta gọi là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, cộng tới bây giờ là Phật lịch năm thứ 2568 năm, chúng ta gọi là Phật lịch. Vậy thì khi quý vị đi chùa, quý vị nhìn vào những quyển kinh sách người ta in, ta để là dương lịch 2000 mấy, rồi Phật lịch 2500 mấy đó, thì mình hiểu được Phật lịch tính từ đâu. Tính từ năm Đức Phật qua đời, 544. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta nói năm Phật Đản thì chúng ta giữ nguyên con số đó, 624 đó cộng với con số chúng ta đang sống đây, thì ra năm 2648. Đó là con số tuổi của Đức Phật. Hễ nói tới Phật Đản thì nó là Phật Đản lần thứ 2600 mấy. Còn không thì Phật Đản Phật lịch. Giờ Phật lịch nghĩa là tính từ sau khi Đức Phật mất. Đức Phật sinh năm 624 vào ngày trăng tròn tháng Vesak. Thì tính ra cái tháng đó đó là khoảng thời điểm tháng 5 của mình. Và theo truyền thống của người Ấn Độ, một người nữ khi sắp sinh thì không sinh ở nhà chồng,
không sinh ở nhà riêng của mình mà phải đi về nhà cha mẹ ruột để sinh. Thì hoàng hậu Maya cũng theo cái lệ đó. Trên đường trở về nơi trụ xứ của hoàng hậu thì bà hơi mệt, cho nên dừng chân lại ở cái vườn Lâm Tỳ Ni. Lúc đó thì lúc đó bà bước vào trong vườn đó thì thấy có một cái cây hoa tên là Ashoka, bây giờ chúng ta gọi là cây vô ưu. Và chúng ta dịch từ cái chữ Ấn Độ đó, chữ Phạn đó, Ashoka dịch là vô ưu. Thì hoàng hậu thấy hoa nở rất đẹp, thì hoàng hậu với tay định hái cái hoa đó. Thì trong khi mà với tay định hái thì bà chuyển bụng và hạ sinh thái tử ngay dưới gốc cây vô ưu đó. Lúc đó cung phi mỹ nữ phải đành lập một cái chỗ ngay chỗ đó, lấy màn, lấy vải che lại để hạ sinh thái tử. Thì Đức Phật sinh ra ở tại dưới gốc cây vô ưu, ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni. Thì đó là một đặc điểm, một vị thái tử mà không sanh trong hoàng cung, cũng không được sanh ở trong nhà, mà sanh ở ngoài vườn, ngoài vườn hoa. Thì khi mà theo truyền thuyết thì Đức Phật sinh ra xong rồi thì Ngài đi 7 bước, mỗi bước chân có hoa sen nở. Và cuối đúng ra là Ngài đi tới 4 hướng rồi, Đông, Tây, Nam, Bắc. Rồi ở giữa Ngài mới dừng lại, giơ một tay trên trời, một tay chỉ xuống đất, và nói câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đó là 2 câu trong 4 câu thôi, chứ còn nguyên thủy cái bài đó phải 4 câu. Vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Tức là từ thiên thượng thiên hạ là trên trời dưới đất này, trên trời dưới trời, tôi là độc tôn duy nhất. Và trong vô lượng kiếp sinh tử, đây là kiếp cuối cùng. Nhưng mà cái chữ tôi mà Ngài nói đây không phải Ngài tự xưng Ngài, mà câu đó là để nhắc nhở chúng ta đừng có sống với cái bản ngã của mình mà nó sẽ làm khổ mình. Không, mà ngược lại chúng ta phải sống với cái ngã là cái tự tại không ràng buộc được giải thoát. Người nào không ràng buộc với bất cứ một cái cảnh duyên nào thì cái đó là ngã. Chữ ngã đó là một trong 4 nghĩa của chữ Niết Bàn. Thường thường quý vị hay dùng chữ Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn là gì? Mình không biết. Mình tưởng đâu là Niết Bàn là cái nơi chốn sau khi mình chết, place you go after die. Thưa không, Niết Bàn là khi mình có đủ 4 yếu tố của thường. Cuộc đời này vô thường, biến chuyển, con người bất thường lắm, thương ghét bất thường lắm, vui buồn bất thường lắm, nhưng tâm mình cứ thường. Mà tâm mình thường thì có buồn vui theo họ không? Không. Vậy là mình có được một chất của Niết Bàn, phải không? Thứ hai là lạc. Lạc là gì? Lạc là vui, chứ không phải lạc là đậu phộng. Lạc là vui. Con người cũng vui buồn bất thường, cũng hỉ nộ đủ kiểu, nhưng lòng mình vẫn bình thản với cái niềm vui nhẹ nhàng của mình. Đó là lạc. Thí dụ á, mình ăn kho, món kho, thì tự trong đầu mình phải biết kho là món mặn. Nhưng mà nếu nó mặn hơn cái mình muốn á, cái bắt đầu mình nhăn, mặn chát. Nhưng mà cái người mà ta ăn mặn đủ thì nói quá ngon, kho vậy đúng gu tôi. Vậy cũng một món kho, mà trong đầu vẫn biết. Thí dụ mình ăn cay, cầm trái ớt ăn là tự trong lòng phải biết nó cay. Mẹ nó cay quá trời, cái ớt gì mà cay đi ghê. Vì vậy chúng ta bất thường không? Ăn cay, cầm trái ớt lên hay là tìm trái ớt là muốn ăn cay, vậy mà nó cay quá cái bắt đầu không thoải mái. Ăn canh chua là tự thể phải biết nó chua. Ăn vô biết trời canh gì chua lè không ngon. Canh chua, thí dụ vậy. Cho nên chúng ta cũng cái vui của mình nó cũng tùy theo cái sự cảm kích của mình mà mình vui, chứ không mình không có vui được một cái nhẹ nhàng. Thí dụ như mình nhẹ nhàng là sao? Canh này chua nhưng mà đối với tôi nó hơi chua. Nhẹ nhàng vậy thôi, không cần phải biểu lộ một cách quá đáng. Thôi đừng ăn nghe chua lè à. Mà cái gì mình không ưa rồi cái mình báo cáo xung quanh hết. Trời, ăn con trái quýt rồi mà chua lè, đừng ăn. Mai có trái quýt thôi đó. Nhưng mà nếu người nào mình không ưa coi, đừng chơi với nó nghe không. Như vậy mình thấy mình đâu có lạc bình thường đâu, phải không?
Như vậy thì đời là vô thường, chúng ta cứ thường. Đời là vui buồn theo cái cảm tính, chúng ta cứ lạc bình thường, nhẹ nhàng. Ta thường lạc. Vậy chứ chữ ngã nè. Ngã là gì? Là không dính mắc, không vấn vương. Chúng ta vẫn làm tất cả mọi việc. Thậm chí xin sám hối đại chúng, nhiều lúc quý vị cố gắng qua đây để định cư, nhưng đôi khi giấy tờ đâu phải đơn giản, đâu phải dễ dàng như mình muốn nghĩ đâu. Thậm chí có đôi lúc mình phải chấp nhận sự thật là phải trở về cố hương. Trường hợp đó quý vị phải ngã đi, nghĩa là mình đã cố gắng hết sức. Đó, tạo duyên nè, tích duyên nè, gieo duyên đủ cách nè, cuối cùng không được, bằng chừng đó mình mới tùy duyên. Người xưa dùng cái câu á, tận nhân lực tri thiên mệnh. Nhưng mà nghĩa là tận hết sức người để biết được mệnh trời muốn mình sao. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta không nói câu đó. Chúng ta nói tận nhân lực tri nhân duyên. Mình tận nhân lực rồi mình mới hiểu duyên của mình tới đâu. Thì mình không có khổ đau, ở đâu mình cũng sống mà. Chẳng qua mình muốn tìm một cái tốt hơn cho con mình, chứ không phải mình. Thật sự Pháp Hòa biết là đại quý anh, quý chị, quý cô, chú ngồi đây, có những vị đang làm một cái việc là định cư, không phải quý vị nghĩ cho quý vị đâu, mà quý vị nghĩ cho con cháu của mình. Nhưng mình cứ làm hết sức, không được, vẫn tự tại. Ở đâu cũng hít thở giống nhau. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Regina, người ta cũng phải thở ra hít vào. Đó gọi là ngã. Ngã là khi mình sống tự tại, không bị các cái cảnh duyên của đời, của sự việc mình làm nhưng không vướng mắc. Thậm chí bây giờ mình thương cái người đó, mình nấu cho họ món ăn, đem hết tâm lực vô nấu, cuối cùng họ phán cho một câu: tôi đâu cần, ai mượn. Có không? Có thể có thỉnh thoảng bị gáo nước kiểu đó không? Cứ ngã đi. Nhưng mà đừng có ngã cái kiểu mà ngã ngửa nha. Mà chúng ta tự tại, tôi đã làm hết sức rồi, tôi đã đem bao nhiêu tâm huyết tình thương vô đó, anh hay chị có tiếp nhận không? Tôi đâu sống rồi, tình thương của tôi đã rải ra rồi. Thì cái chữ ngã đó là một bản chất của Niết Bàn. Thường, lạc, ngã. Thì cái chữ ngã là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên đời này, dưới trời này, không có cái gì mà tối tôn, mà quý báu, mà hạnh phúc cho bằng khi con người lòng không còn vương vấn khổ đau. Cái thứ tư là tịnh. Tịnh là gì? Là ngược lại với bất tịnh. Con người mình á, bất tịnh từ cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái nói, chứ không phải thường đâu. Thấy mắt long lanh vậy đó, nhưng mà mình thường hay nhìn người bằng những cặp mắt không thanh tịnh, nghi ngờ. Mà nghi ngờ xong thì đâu có dừng ở đó đâu, nói ra điều mình nghi ngờ, suy diễn những điều mình nghi ngờ, cuối cùng từ một cái tịnh nhỏ, bất tịnh nhỏ, nó kéo dài ra một cái bất tịnh nhiều thứ. Rồi chúng ta đâu có dừng ngay đó, chúng ta đi quảng cáo với người khác nữa, mà rốt cuộc cái không đúng như sự thật, cái mình im ru. Ai biết đâu, tôi tưởng nó vậy. Chứ là mình kiếm câu nào mình nói cho nó qua chuyện, mà cứ hết chuyện này tới chuyện kia. Chúng ta nghi ngờ từ người thân cho tới người lạ, từ người quen biết cho đến người không quen biết. Thậm chí chúng ta ở xa, chỉ nhìn những tấm hình thôi là đã phán đoán rồi. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta sống với cái bất tịnh nhiều hơn là cái tịnh. Và một khi nào tâm mình có tịnh, ngữ ngôn mình có tịnh, thì chừng đó mình có được cái chất của Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn không phải chỗ để chết mà tới, mà Niết Bàn là ngay trong tâm của mình. Có bốn chất liệu: của thường đối với vô thường, của lạc đối với bất lạc, của ngã đối với gọi là cố chấp khổ đau, của tịnh đối với bất tịnh. Trong khi nào mình có thường, lạc, ngã, tịnh, chừng đó mình có Niết Bàn. Đức Phật
Nghĩa là Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Người nào tỉnh thức giác ngộ là luôn sống với bốn đức của Niết Bàn, là thường lạc ngã tịnh. Cho nên Đức Phật không phải là một con người duy nhất, mà là tất cả chúng ta đều có khả năng sống giống Phật. Mình có khả năng sống giống Phật và mình đã từng sống giống Phật, có điều là không có all the time thôi. Mình là part time thôi. Mình là Phật part time thôi, chứ không phải Phật full time. Đi tìm việc thì muốn làm full time, có đôi khi còn muốn over time nữa. Nhưng mà sống làm Phật, sống hạnh phúc không có thể. Tại vì mình không có đủ cái chất đó, hay là gì dễ bị cuốn lôi. Cho nên trong đời sống của chúng ta, ai cũng muốn có được sự tăng trưởng. Tăng là gì? Tăng là đối với ngược chứ giảm. Tăng là lên, giảm là xuống. Cũng giống như đăng. Đăng là gì? Đăng là đi lên. Thí dụ ta nói mời chư tăng đăng đối Phật tiền, nghĩa là đi lên cái chỗ. Hay là mình nói đăng đạo tràng là đi lên đạo tràng. Mình đang ở dưới bếp, đăng lên đây, thì chữ đăng nghĩa là đi lên, mà ngược lại là hạ, đi xuống là giáng. Như vậy thì nói là tăng. Tăng nghĩa là nó phải mỗi ngày, nó phải mỗi lên cao. Sống làm sao cuối cùng không gì tăng đó, chỉ có một cái nó tăng thôi. Máu nó tăng, đường nó tăng, gọi là tăng xong. Vậy thì chữ tăng, mà tăng thì phải trưởng, gọi là tăng trưởng. Trưởng là gì? Trưởng là lớn. Nó khỏe mạnh, nó tăng lên mà nó khỏe mạnh, chúng ta gọi là tăng trưởng. Giống như là con người chúng ta gọi là gì? Trưởng thành. Thấy không? Trưởng thành nghĩa là người đó lớn lên và đã thành đạt, đã thành tựu. 18 tuổi rồi nghe, trưởng thành nha, nghĩa là phải hình thành một cái tư duy, cái lời nói của mình cho nó chín chắn. Trưởng thành không có nghĩa là mình thành công gì hết á, nhưng mà trước hết mình phải thành công ở cái tư duy của mình, cái ngôn ngữ của mình cho nó chính đáng. Có nhiều khi lớn rồi mà nói chuyện không có nghiêm túc thì người ta nói sao? Ta quở, cha mẹ quở mình. Trưởng thành rồi mà sao ăn nói kỳ cục vậy? Cho nên trong cái đời sống chúng ta, đi tới đâu, làm gì, chúng ta cũng muốn có sự tăng trưởng. Vậy thì bây giờ trong đời sống này, đôi khi mình mất niềm tin, mình bị lạc hướng. Cho nên đại chúng ráng làm sao để giữ sự tăng trưởng này, chúng ta cố gắng có một niềm tin vững chắc. Trước hết là tin mình, tin chính mình. Những gì mình quyết định mình làm, mình đã suy nghĩ kỹ. Nhưng mà cuộc đời mà, mình không cố gắng mình tạo duyên, làm sao mình biết duyên mình tới đâu? Nhưng mình không bắt đầu mình đi, làm sao mình biết sức của mình có thể đi tới đâu? Ở đây người ta muốn đo tim, ta cho mình lên cái máy chạy, người ta dặn nha, mệt là ngưng nha, anh đừng có ráng nha. Ta dặn đó, tại giờ đo tim là người ta muốn cho mình lên cái máy mình chạy. Mà chạy mà trong khi đó người ta cứ dặn miết mình thôi. Nhớ anh mệt là anh cứ bấm nút ngưng lại. Từ đó tôi mới hiểu được tim của anh nó chạy tới đâu. Chúng ta cũng vậy. Quý vị đã cố gắng, nhưng thả lỏng mọi việc, nhẹ nhàng và hướng tâm vào cái niềm tin. Mình có niềm tin, có sức sống, tự tin với những gì mình quyết định. Và dĩ nhiên trước khi quyết định, mình đã vận dụng trí tuệ để soi xét mọi việc. Cho nên phải có niềm tin. Thứ nhất là mình tự tin. Thứ hai là mình tin người khác, tin người nhà, tin những gì mà chúng ta đã giao phó, đã quyết định. Rồi chúng ta còn tin cái nhân, cái quả nữa, gọi là tin nhân, tin quả. Chúng ta, đời sống của mình, dù cho bao nhiêu những biến chuyển khổ đau, nhưng chúng ta tin rằng cái gì nó ngay thật, chân thật, nó không bao giờ nó khác đi được. Quý vị thấy á, cơm trắng là nó đâu có ngon bằng cơm chiên. Nhưng mà con người có thể ăn cơm chiên mỗi ngày không? Hay cuối cùng chúng ta vẫn là một chén cơm trắng. Nước lọc
một chai nước lọc nó rẻ tiền hơn chai nước táo, nước nho, nước gì đó. Nhưng mà cuối cùng trong cơ thể con người, chai nước trắng vẫn cần nhất. Tại vì cái chân thật chính là cái cốt lõi, cái then chốt của con người. Cho nên mình phải có tin một điều rằng cái gì chân thật cái đó không thay đổi, không hư dối. Lòng mình chân thật, cứ làm việc của mình, rồi mọi việc nó sẽ sáng soi thôi. Người ta gọi thanh giả tự thanh. Người trong sạch thì tự thể nó đã là trong sạch, không cần làm gì. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Lý là gì? Lý là cái đạo lý, sự là sự việc. Mình tin rằng, thí dụ mình thấy ai làm việc gì đó, đừng có đem cái thành kiến, tư kiến mình phán vô. Nói tôi không biết họ làm gì mà chắc phải có lý do. Đừng có đem cái của mình ràng vô của người ta, rồi cái tự nhiên mình giận người ta, mình bực người ta, mà trong cái đó người ta chẳng dính dáng gì với mình, cho tự làm khổ mình. Cho nên để tăng trưởng cái đời sống an lạc hạnh phúc, chúng ta tăng trưởng niềm tin. Đó là Pháp Hòa mới nói cái chuyện căn bản trong cuộc sống. Còn đối với tâm linh, tin Phật là người thầy sáng suốt, tỉnh thức, giác ngộ, người thầy dẫn đường chứ không phải một ông thần. Chiều nay quý vị nào quy y đó thì nhớ là hôm nay mình quy y Phật là trở về với Phật, người thầy dẫn dắt cho con, chứ con không phải đi kiếm một ông thần, ông thánh. Phật bỏ cung vàng điện ngọc đi tìm chân lý cho chúng sanh, chứ không phải đi bỏ cung vàng điện ngọc để làm một ông thần. Phật không phải ông thần. Tin Phật, tin Pháp. Pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật, là lời dạy của Phật. Đức Phật đi tìm cái đó đó. Đức Phật đã mượn bao nhiêu phương pháp để cuối cùng đi tìm được cái chân lý đó. Và Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài phát hiện ra rằng trên thế gian này có một cái đạo lý gọi là vô thường. Không có cái gì nó tồn tại mãi mãi. Có một đạo lý gọi là duyên sinh. Muốn có cái này phải phối hợp. Thí dụ muốn làm nước trà phải có nước sôi, phải có lá trà, giờ phải có cái đồ đựng trà thì mới ra nước trà. Vì vậy nước trà tự thể nó không có mặt. Nước lọc không có thể ra được trà nếu không có lá trà. Như vậy duyên sinh là gì? Là sự phối hợp giữa nước là nước sôi, lá trà, đồ đựng để chúng ta có được nước trà. Con người, sự sống của con người không phải chỉ một thứ mà biết bao nhiêu thứ. Bây giờ Pháp Hòa bày đại chúng cái quý vị nhìn là quý vị thấy nội bộ mình. Bây giờ lát nữa mình xuống mình ăn một dĩa mì xào đó, rồi bây giờ nhìn vô dĩa mì xào có bao nhiêu yếu tố. Mặc dù tiếng là mì xào chứ xào mì không, người ta nói hà tiện, không có rau. Khi bắt đầu phải bỏ rau vô. Rau xanh không nhìn cũng không đẹp, phải có miếng cà rốt cho nó có màu. Vậy rốt cuộc nhìn vô mì xào có mì, có rau ngọt, có bông cải xanh, bông cải trắng, có cà rốt, có đậu hũ, có nước tương, có dầu, có muối, có đường, có bột nêm, dĩa mì xào mấy chục thứ. Như vậy làm sao dĩa mì xào nó có mặt, nó ngon tự một mình nó được, mà nó biết bao nhiêu thứ nó phối hợp vào đó để có được một dĩa mì xào. Chúng ta đây cũng thế. Chúng ta không sống một mình được, mà chúng ta phải nhờ rất nhiều những yếu tố, những nhân duyên khác tác hợp lên mình. Có phải không? Thấy được như vậy, nhà Phật gọi là cái tính tương duyên của các pháp. Cái này có nên cái kia mới có. Thí dụ mình có chùa Hải Đức ở đây, mình mới có lễ Phật đản nè. Rồi chùa có ở đây, Pháp Hòa có thời gian về đây, mình mới tổ chức Phật đản nè. Rồi bây giờ nếu Pháp Hòa về đây, chùa Hải Đức ở đây, quý vị không tới, em Phật đản với ai? Phải không? Như vậy thì quý vị có, Pháp Hòa có, chùa có, ban tổ chức có, mọi người có, để cái một cái có chung. Cái đó gọi là duyên sinh. Phật đâu có tạo ra cái đó, Phật phát hiện ra đó. Phật phát hiện thế gian này không có cái gì tự thể nó có mặt, mà nó phải có một cái tính tương duyên đó. Tin Phật, tin Pháp,
Tin pháp là tin chân lý. Cái gì đã là chân lý thì cái đó tồn tại. Cho nên giống như cái lõi cây vậy đó. Quý vị thấy cái cây đó, nó có vỏ cây, mạt cây, nhưng mấy cái đó nó có thể tróc ra, nó có thể vỡ đi. Nhưng con người đi tìm ở trong đó là gì? Cái lõi cây. Thì chính cái lõi cây đó mới chắc thật. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đó là Tăng là gì? Là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Còn một cá nhân, hai cá nhân nào ta làm trúng, đó là nhân hư, đạo bất hư. Không vì một cái nhân nào đó mà phán xét cả một đoàn thể. Ví dụ một người Việt làm sai, đâu thể nói người Việt là vậy đó, đâu thể nói vậy được. Không. Hay là một người Phật tử nào làm, nói ôi Phật tử vậy hết, không có. Nếu Phật tử có học Phật, có hiểu Pháp, có hành trì, không như vậy. Cho nên nhân hư, đạo bất hư. Con người sai chứ đạo lý, chân lý không có sai. Họ làm sai. Ví dụ như nói nấu cà ri mà đem ngũ vị hương vô nêm, thì tại quý vị nó nấu vậy chứ đâu phải món cà ri người ta vậy. Nấu canh chua mà đem bún bột Huế vô trộn, nó nói sao canh chua gì kỳ vậy. Ở canh chua nó vậy vậy không. Canh chua người ta nấu bằng me hoặc là bột me. Tại anh này anh không biết, anh lấy bột nấu bún Huế anh trộn vô chứ đâu phải canh chua nó vậy. Như vậy thì cái đạo lý nấu canh chua nó không phải vậy. Nhưng ai, ai làm nó sai? Cái người nó sai. Nhân hư đạo bất hư là chỗ đó đó. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Giới là gì? Giới là những đạo đức. Cứ sống đạo đức. Mình có đạo đức rồi thì không có ngại. Còn những cái chuyện mà người ta làm không trúng đối với mình, nhưng mình có đạo đức thì nó vượt thắng tất cả mọi cái ác pháp, bất thiện pháp. Cho nên nhà Phật dùng chữ giới, mà tất cả mọi người đệ tử Phật phải có giữ giới, tùy theo khả năng mình. Thí dụ hôm nay quý vị giữ năm giới nè. Thứ nhất, không sát hại mọi người, mọi loài. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà hạnh. Thứ tư, không lường gạt dối trá. Thứ năm, không rượu chè hút sách bê tha cuộc sống. Bây giờ năm giới này nó còn giữ được có bốn à, thôi cũng được. Bốn giới, con giữ được ba giới, con giữ được hai giới. Người nào giữ được một giới cho tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào giữ được ba giới là bán phần cư sĩ. Người nào giữ được bốn giới gọi là đa phần cư sĩ. Ai giữ được trọn năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Cho trả giá đó. Như vậy thì mình Phật giáo là hướng thượng cho con người. Hướng thượng cho con người và biết tùy thuận theo căn tánh khả năng của mọi người. Chứ không có tìm cách ngăn cản, mà ai được bao nhiêu cũng tốt. Thí dụ quý chú còn đang hút thuốc, nên thôi tôi còn hút thuốc tôi cũng thọ giới đâu. Đâu có được, không lẽ diện điếu thuốc bỏ bốn giới kia. Thọ năm giới nhưng mà giới hút thuốc tôi chưa làm được. Nhưng bây giờ tôi ý thức, đọc cho kỹ tôi thấy Phật cũng thương tôi ấy chứ. Phật nói phổi nó sống cho mình suốt đời, nó làm việc cho mình suốt, mà tại sao ngày nào mình cũng trả ơn nó bằng điếu thuốc vậy? Mình trả ơn lá phổi bằng những khói độc tố vậy? Vậy mình không biết thương lá phổi mình thật sự. Mình biết thương mình là mình phải biết bớt khói thuốc để đừng làm tổn hại lá phổi mình. Vậy mình có bớt thuốc ai có lợi? Bản thân mình được lợi. Chẳng những vậy túi tiền mình cũng có lợi, không có tốn tiền nhiều. Cho nên rồi gan của mình nó làm việc cho mình chưa bao giờ nó ngưng nghỉ nha. Nó làm việc cho mình từ khi mình còn trong bụng mẹ. Mình đã hình tượng thành một con người có đủ lục phủ ngũ tạng thì gan phổi bắt đầu làm việc. Chưa bao giờ nó ngưng. Nhưng lớn lên mình trả ơn cho gan bằng mỗi ngày 2-3 chai rượu. Còn cuối tuần thì thôi bất biết. Như vậy mình chưa biết thương gan mình, chưa biết thương phổi mình. Như vậy mình có giữ được cái gì thì mình có lợi.
Như vậy giới chính là đạo đức, mà ai có khả năng tới đâu làm tới đó. Quan trọng là chúng ta phát tâm hướng thượng, hướng thiện, quy y, không có làm một cái gì gọi là ghê gớm, khác thường, dị biệt, mà là bắt đầu từ bây giờ con nguyện sống một cuộc sống hướng thượng, thăng hoa, và biết nhìn lại để thương mình, thương người. Hồi đó con đi ngang, trời, con thấy nhà con có cái thùng rác nó đầy. Con lấy rác ở nhà, con nó đầy vung vậy, con lấy tay con nhấn nó xuống vậy. Con biết nó hôi, con lấy đồ con đầy vậy đó. Mà con không thèm cột bao rác. Rồi cột xong rồi đi, ai đó cột xong đi ngang hỏi biết gì không? Dạ, thùng rác, bao rác mà không đổ rác. Đó, hồi đó mình sống kiểu vậy đó. Giờ quy y rồi, thấy bao rác rồi, biết nó hôi, nó đầy rồi, đem đổ rác. Đi ngang thấy cái bàn nó méo, hỏi biết gì không? Dạ, bàn méo. Vậy mà đi luôn. Giờ bàn méo chỉnh cho nó ngay. Thấy cái bàn ăn nó trông trên quá, kiếm đồ chêm lên. Thấy cái bàn nó dơ lau, tu vậy đó. Quy y rồi là đơn giản là biết chỉnh sửa. Hễ mình chỉnh được bên ngoài, chỉnh được bên trong. Hồi đó ngôn từ tôi không dễ thương, bây giờ tôi chỉnh lại cái lời nói tôi. Tôi nói tôi muốn con tôi nghe, mà hồi nào giờ nó không nghe là tôi hét không. Thôi giờ bỏ hét, nói coi nó nghe không. À, nói vừa đủ tai nó nghe. Có bao giờ mình nói mà muốn ta không nghe không? Ai nói muốn người khác nghe, nhưng tại sao ta không nghe mình? Vậy sao mình không hỏi lại, sao tao nói mày hoài mày không nghe tao? Nếu mà nó trả lời được, nói vậy nhìn lại cách nói coi có được để ta nghe không. Như vậy khi đối tượng kia không được cái này, mình phải nhìn lại. Giống như quý vị gửi thơ á, ở đây gửi thơ mà mình gửi thiếu tem thì bị sao? Bị trả lại. Viết sai địa chỉ thì sao? Trả thơ lại. Mỗi lần những cái thơ bị trả lại thì trên đó người ta dán một cái tờ giấy, người ta gạch lý do thơ bị trả lại. Thì quý vị biết Pháp Hòa dạy cho các em nhỏ làm sao? Khi con gửi thơ người ta trả lại, nghĩa là có vấn đề. Có thể tem con gửi không đúng, thì mình nhìn vô đó. Cuộc đời cũng vậy, khi mình làm gì đối với người mà người ta return, hoặc là mình làm mà người ta không nhận, đừng trách người ta, mà phải nhìn lại mình đã làm gì. Giống như cái thơ mình gửi đi, mình nhìn sớm xác, mình nói tôi gửi trúng mà. Mình gửi trúng cái số nhà mà gửi trật cái con đường, phải không? Mình đi học á, mình cộng toán chỉ cộng dư một con số thôi, bài toán đã sẽ sai. Mình trừ sai một số thôi sẽ sai. Như vậy cuộc sống đôi lúc nó sai từ một cái nhỏ thôi là nó sai toàn bộ. Cho nên chỉ một lời nói thôi có thể đổ mất hết cả hạnh phúc mà mình gầy dựng mấy mươi năm, nhiều lắm. Như vậy mình tu á, không phải là mình làm gì với Phật đâu. Tu nghĩa là Phật chỉ cho mình cách trở về với chính mình, thấy rõ những hiện tại trạng đang xảy ra trong gia đình, nơi thân tâm của mình để mình chỉnh sửa. Thế gọi là quy y. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là trở về nương tựa. Bên ngoài nương tựa Đức Phật, nương tựa lời kinh, nương tựa chư Tăng. Đó là thế gian tam bảo. Học lấy đây là biểu tướng. Nhưng cái quan trọng là tự quy y, trở về với Phật nơi mình. Cho nên chiều nào tụng kinh xong cũng đọc sao? Tự quy y Phật. Mình nói con quy y Phật, con lần lúc quy y thôi. Vậy mà tối nào cũng phải tự quy y Phật, trở về với Phật nơi mình. Tự quy y Pháp, trở về với phương pháp mà chúng ta nhìn lại cái cách sống của mình. Nó tại sao phương pháp này làm hoài làm không xong? Anh hãy trở về xem lại phương pháp đó, lý do nào nó không thành. Tự quy y Tăng, trở về nương tựa với bản chất thanh tịnh hòa hợp của mình. Như vậy thì mình, cái sự tăng trưởng của mình ở cái chỗ là chúng ta biết gìn giữ đạo đức. Cho nên trong Phật giáo, từ một người cư sĩ tại gia, thí dụ mấy em nhỏ nè, chưa đủ tuổi nhận thức, cho nên chỉ tam quy thôi.
quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. 13 tuổi các em mới được nhận giới, giữ năm giới, lúc có ý thức. Một đứa con nít mà tự nhiên đi truyền cho nó giới thứ ba không được tà hạnh, không make sense. Nó mới có 3, nó mới 6, 7 tuổi, không biết cái gì mà tà hạnh. Nhưng mà khi nó còn nhỏ đó, mình dạy nó cái điều nó nói láo, mình dạy nó được. Vậy mình train nó, mình dạy nó không nói láo, chưa thành văn bản. 13 tuổi nó ý thức nói láo là gì và sự tổn hại của nói láo. Cho nên khi 13 tuổi rồi, nó phát tâm thọ giới. Cho mà một cái người mới vô tu, nhà chùa nhận hết, 6 tuổi cũng nhận, 7 tuổi cũng nhận, bao nhiêu tuổi cũng nhận, nhận nuôi dạy, nhưng mà chưa cho thọ giới. Cho đến khi đứa nhỏ này nó 13 tuổi bắt đầu mới cho thọ sa di giới. Còn nhỏ quá, vô làm chú tiểu gọi là hình đồng sa di, hình tướng tương đồng với một người xuất gia sa di, nhưng chưa thật sự sa di. Đứa nhỏ dưới 7 tuổi gọi là hình đồng sa di. Thì hình đồng sa di này làm gì? Đuổi quạ thôi. Tại hồi xưa Ấn Độ, các thầy ngồi thiền ở rừng á, con quạ nó ngồi thấy một cái xác ngồi yên, nó tưởng xác chết, nó xà xuống nó định mổ cái xác đó. Thì mình lấy mấy chú tiểu ngồi đuổi nó đi. Rồi sau này mình phơi lúa, phơi rau gì đó, thì mấy chú tiểu ngồi canh chim, canh gà đâu, vân vân. Khu ô sai gì. Rồi 13 tuổi có khả năng làm được chút ít, thí dụ như bắt phone nè, mở cửa mời khách vô nè, dẫn khách lên chánh điện lễ Phật nè, gọi là ứng pháp sai gì. Ứng pháp là có thể ứng được mọi công, các một số công việc. Cho nên nó có hết nhé. Giống như con nít đi học cái nhỏ quá kêu cái gì mầm non, rồi từ từ lên mẫu giáo, phải không? Ở đây là play school, rồi mới tới kindergarten, rồi mới tới lớp 1. Trong gia đình Phật tử, đoàn sinh gia đình Phật tử đi sinh hoạt cũng vậy. Nít nhỏ quá biết gì đâu, mở ra cho một cái ngành gọi là gì, chim non. 6-7 tuổi thôi, chim non. Rồi từ từ bắt đầu nó lên cấp bậc, nó thành quanh vũ, rồi nó phải thi nó lên cấp bậc. À, sơ sinh là mới sanh nè, rồi mở mắt nè, rồi cánh nó mềm nè, nó có cánh rồi bắt đầu nó tung bay. Một em Phật tử nhỏ vô chùa đi sinh hoạt á, là phải qua 4 giai đoạn nó mới lên được ngành thiếu. Sơ sinh, mở mắt, cánh mềm, tung bay, bắt đầu lên cắt dây lên ngành thiếu, bắt đầu 10 mấy tuổi trở lên. Cho nên mình có được cái trì giới. Nhưng mà nếu cái tâm mình tỉnh, giới để làm gì? Để bảo hộ, để chúng ta đừng vi phạm những điều sai. Nhưng mà khi tâm mình tỉnh rồi thì có nghĩ chuyện sai không? Khỏi. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói là sao? Tâm tịnh hà lao trì giới. Tâm anh tịnh rồi, đừng có lo chuyện, đừng đặt vấn đề trì giới nữa. Còn nếu mà cái đời sống của anh, cái hạnh kiểm của anh mà ngay thẳng rồi á, hạnh trực hà dụng tu thiền. Thiền là gì? Thiền là tập cho mình một cái đời sống ngăn nắp, ý thức. Nhưng nếu mình tự mình đã có được cái hạnh nó ngay thẳng như vậy, khỏi cần nói thiền mà nó vẫn thiền. Tâm mà tịnh rồi thì không bao giờ móng khởi chuyện xấu, khỏi cần nói trì giới. Thí dụ bây giờ lòng của mình không có tham, cho nên ai để đồ đạc ở đâu mình đi ngang mình thấy chứ không có động lòng. Đó tâm tịnh rồi, khỏi cần. Còn nếu mình khởi, trời ơi tốt quá vậy, bỏ vô túi rồi, suy nghĩ lại không nên, thả lại. Tại vì mình khởi tâm cho mình nó thôi, mình giữ giới rồi. Vậy thì cái người mà tâm tịnh nghĩa là không muốn khởi. Tâm tịnh hà lao trì giới. Người đã tịnh tâm rồi thì khỏi đặt vấn đề trì giới hay không trì giới nữa. Tại họ đâu có khởi tâm. Giống như bây giờ mình đi chùa hay là mình đã có gia đình rồi thì không có khởi tâm gì với ai nữa, khỏi cần đặt vấn đề gì nữa hết. Tâm tịnh hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Đời sống anh ngay thẳng rồi, anh không cần đặt vấn đề thiền, mà anh đang ở trong thiền. Cho nên mình phải có niềm tin, phải có trì giới, phải học hỏi. Qua đây mình học nhiều không?
học nhiều lắm. Mà muốn học thì phải gì? Phải hỏi. Không hỏi lấy gì học? Cho nên đa nghi đa ngộ, cái gì không biết là hỏi. Nhưng mà hỏi đây là do không biết, chứ không có muốn gọi là cật vấn ai, không có muốn gọi là đấu tranh với ai, không có muốn hơn thua với ai. Cái gì không biết thì hỏi, chứ không có cái ý hỏi để mà hơn thua. Thì cái hỏi này nó vô ích, thì nó thuộc vào hí luận. Những câu hỏi, những lời nói mà có tính cách tranh giành hơn thua thắng lợi trong này thì nó rơi vào sự hí luận. Hí luận là những lời nói suông, không có lợi ích cho ai cả. Chúng ta không cần phải hí luận và không nên mất thì giờ với những sự hí luận. Bố thí, chia sẻ. Nghe chữ bố thí cái tôi đâu có tiền đâu bố thí. Dạ không, Phật dạy mình bố thí nhiều cách lắm. Sáng ra gặp nhau cười cái coi được không, gọi là nhan thí. Nhan thí là cho người ta cái niềm nở, cái dung nhan của mình. Cho nên đi ra đường là phải trang điểm lên là nhan thí đó. Không lẽ mình để vậy ta nói trời sao bà nó nhìn thấy ghê quá vậy, phải không? Mình nhan thí nghĩa là mình làm đẹp để người ta nhìn mình, người ta khen đẹp và người ta vui với cái đẹp của mình. Cho nên sáng gặp nhau, lúc nào gặp nhau, cái nhan thí của mình là mỉm cười chào hỏi. Không quen cũng phải đi đường nè, trên đường gặp cái hai. Có nhiều khi cuối tuần have a good weekend, mình có quen họ đâu mà chúc. Nhưng đó là lịch sự, đó là sự cầu chúc giữa những người trên đường với nhau. Chứ còn nhiều khi quen cho đã đời, thân thiết rồi cuối cùng cũng có một ngày nhớ khi xưa gặp nhau chung một đường, kẻ trước người sau. Người kia vô tình, không có nói gì hết. Đó, quen dữ lắm mà rốt cuộc cũng nghĩa là đi chung đường mà không nhìn nhau đó. Còn mình không quen biết gì, nhưng mình nhìn nhau, mình vẫn cúi đầu chào vào, nói những lời chào hỏi. Có là nhan thí, nhan là mỉm cười, là tươi tắn để chào hỏi. Bên cạnh đó có gì? Nhãn thí, ánh mắt. Mình không biết gì người ta, đừng có gợi lên một cặp mắt nghi ngờ và kỳ thị. Không biết mình nhìn sao mà người ta hiểu lầm mình. Hồi đó có một cô giận Pháp Hòa, mà Pháp Hòa đâu có hay. Tại vì mỗi lần cô tới cái mình đưa tiễn cô ra cửa, cái lòng mình là chỉ muốn tiễn cô ra cửa thôi. Mà cô giận cái chuyện đó mình không biết. Cuối cùng một ngày nọ cô mới nói thiệt. Cô nói bụng thầy nghi tôi ăn cắp đồ, sao thầy theo tôi hoài vậy. Khổ không? Vậy như vậy đừng trách người ta, mà phải nhìn lại mình, có lẽ con mắt mình sao á. Cái bộ gió mình sao á. Người ta mới nói mình thì lòng mình tốt, nhưng mà cái the way mình act, the cái cách mình hành xử làm cho người ta hiểu lầm mình. Phải không? Cho nên bảy cách bố thí để dễ học lắm. Nhan nhãn. Nhan là nhan sắc, nhãn là mắt của mình. Hai cái rồi, dễ nhớ không? Nhan nhãn. Rồi giờ tới tâm nè. Bố thí nhan, bố thí nhãn, bố thí tâm. Tâm là gì? Lòng bao dung, sự độ lượng của mình. Quý vị thấy đi shopping không? Người ta đi trước, người ta mở cửa, mình bước vô, mình thank you. Nhưng mà mình bước vô cái cửa, lớp cửa thứ hai, mình mở ra mình đi luôn. Trời ơi, dễ thương. Quá dễ thương. Người ta là mở lớp cửa thứ nhất cho mình, mình cảm ơn, mình bước vô, mình gặp lớp cửa thứ hai, thì mình phải mở để mình tiễn người đó vào. Tự nhiên mở ra đi luôn vậy đó. Có nhiều người họ khó tính đó nha, mà họ thấy được cái sự thiếu lịch sự của mình á, họ nó đánh đầu mình á, họ tới nói thank you. Nghĩa là anh dễ thương quá. Tôi mở cho anh lớp thứ nhất anh luôn à. Thậm chí người đó đứng ở đó, cái cách đóng cửa của mình, cái cách kéo ghế của mình, cái cách để chén của mình cũng không làm người ta cảm giác là mình khó chịu với người ta nữa. Đó là gì? Đó là tâm thí. Nghĩa là mình làm việc gì mình phải có cái tâm mình ở trong đó.
để người ta đừng có hurt cái feeling của người ta. Cho nên nhiều khi những cái nhà hàng Mỹ á, đồ ăn không có gì hết á, mắc chết mồ luôn. Là gì? Service. Cái service của họ tốt. Nhãn, nhan, nhan, nhãn, tâm. Ngôn. Ngôn là gì? Lời nói. Ngôn thì lời nói quan trọng lắm. Cho nên nhan thí, nhãn thí, ngôn thí, tâm thí và ta thân thí là hành động, cư xử. Bên cạnh đó gì? Tọa thí là vị trí. Đó, nãy giờ đó, tọa thí đó. Chịu khó nhích lên chút cho người mọi người ngồi vào. Mình viết, khi mình viết một cái câu gì đó, mình nhìn, mình đọc, mình thấy cái câu này nó dài quá, mà cái khổ giấy nó có nhiêu đây à. Thường là mình viết chữ rất là to, nhưng hôm nay mình thấy cái câu nó dài quá mà cái khổ giấy nó ít, thì tự động mình sao? Nhỏ chữ lại để làm sao tất cả chữ nó được nằm trong cái khung mình muốn. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để mình tu rồi đó. Nghĩa là mình viết chữ mà mình còn biết được bao nhiêu chữ để mình canh vào tờ giấy cho nó vừa. Tại sao chúng ta sống chúng ta không biết được cái đó? Bây giờ mình nhìn một cái số lượng thì tự mình sẽ như thế nào để mọi người hòa đồng ngồi trong đó. Cuộc sống của mình, cái tu hành của mình không ở trong giấy tờ kinh điển nữa. Mà bây giờ mình nhờ mỗi tối mình đọc kinh đó, bây giờ mình đem lời kinh đó đi vào trong đời sống của mình. Như vậy cái đó gọi là, hồi nãy mình tụng kinh là tu hành cái nguyện, cái lời dạy trong kinh để trong đời sống, gọi là hành, tu hành. Anh mà tu hành gì? Thí dụ vậy. Như vậy mà cái chữ tu hành nó không có xa. Mỗi tối ngồi đọc kinh, sáng đọc kinh, chiều đọc kinh, đó là tu. Niệm Phật lần chuỗi là tu. Nhưng đời sống của chúng ta hành xử như thế nào để nó tương đồng với kinh điển mình đọc, lời Phật mình niệm, câu Phật mình niệm, gọi là hành. Ta nhìn mình hành, ta nói anh đó có tu. Như vậy hành đó là hành với ai? Hành với những người mà người ta làm khó mình. Để mình mới, lúc đó mình mới thấy giá trị của sự tu, giá trị của nhẫn nại, giá trị của ngôn từ, giá trị của hành động. Chứ bây giờ thí dụ một cái người dễ thương thì mình dễ thương lại, mình đâu có thấy được khả năng tu của mình tới đâu. Bây giờ người đó không dễ thương mà mình hành xử sao để mà mình thương được người đó trước hết? Họ, mình chưa làm cho họ thương mình, nhưng mà ráng làm sao mà mình thương được họ. Tại vì chính mình thương được họ, mình mới cảm hóa được họ. Quý vị thấy thí dụ như trời lạnh đó, nếu mình đi ngủ trời lạnh thì mình làm gì? Đắp mền, phải không? Mà cái mền nó làm cho mình ấm không? Nhưng mà từ đâu mình ấm? Từ đâu mà cái mền nó ấm? Cái tỏa nhiệt nó từ đâu? Từ mình. Mình trùm cái mền đó lại để cái nhiệt trong người mình nó tỏa ra và nó giữ lại trong đó. Và như vậy thì mình ôi, đắp cái mền này ấm. Nhưng mà thật sự mình ấm, cho nên cái mền này nó giữ chất ấm của mình. Hiểu được câu chuyện không? Cũng như thế, mình phải tỏa nhiệt thì người khác mới ấm nhiệt được, người ta mới tới với mình được. Cho nên lấy cái câu chuyện đó, lấy cái hình ảnh đó làm cái đời sống của chúng ta. Người thắc họ chưa thương mình được, tại không biết mình là ai đâu. Nhưng bây giờ mình biết họ là ai đó. Mình biết họ là người làm khó mình, làm khổ mình. Bây giờ mình muốn cảm hóa người đó. Vậy thì chuyện tu đây là mình làm trước. Còn mình làm thì người ta mới cảm nhận được cái đó, người ta làm theo. Cho nên con của mình ở nhà đừng biểu nó làm nếu chúng ta chưa bao giờ làm. Mình phải làm nó mới nhìn, nó bắt chước. Nhưng ngược lại mình chửi bới nó mỗi ngày bằng những câu gì coi, nó sẽ học những câu đó hết. Một bà mẹ mà hay chửi con là con quỷ cái đó. Rồi thì nó đâu có biết gì, nó cứ thấy hẻm rồi nó, mỗi lần nó làm hư cái gì là má nó sẽ phán một câu con quỷ cái. Bữa nọ ba nó làm gì, nó ba là con quỷ cái. Tại vì con nít mà, nó chỉ như vậy thôi. Và những cái gì chúng ta nói, những cái câu trầu cao mắc mỏ mình nói, nó học hết.
có một đứa nhỏ, mình nói mình hay mắng nó, ví dụ nó làm gì đó bề đắt, mình nói vậy đó, nó học cái câu đó, nó gặp người lớn nó cũng bài đặt luôn đó. Thành thử ra đại chúng nhớ như vậy thôi, cái ngôn từ của mình, cái tọa thí của mình. Tọa thí đem phải là ngoài cái ý nghĩa mình nhường cái chỗ đó. Và Pháp Hòa hồi nãy có một ví dụ, mình viết chữ là mình canh để mình ấy, thì cuộc sống của mình cũng vậy. Cho nên cái cách sống của Pháp Hòa là Pháp Hòa lấy cái hiện tượng mỗi ngày trong cuộc sống làm cái đề mục để mình tu. Mà mình nhận ra được cái chân lý, đạo lý từ ngay những chuyện đó. Và mình phát hiện ra, ngay cả một cái thơ bị trả lại, thậm chí mình gửi trúng địa chỉ đó, nhưng người ta vẫn không nhận, là có thể người ta làm sao? Người ta đổi địa chỉ hoặc người ta đã thay tâm với mình, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên á, mỗi việc gì nó xảy đến, trở về nhìn lại chính mình. Vì vậy mà khi Đức Phật ngồi, quý vị thấy các tượng Phật ngồi không? Đức Phật nhìn xuống. Đức Phật nhìn xuống là tượng trưng cho trở lại nhìn mình. Mình thấy được mình thì mình sẽ sống đẹp và dễ thương và chuyển hóa mọi khó khăn hơn là mình cứ thấy người. Mình muốn thấy người ta dễ lắm, đặt ống kính cũng thấy, đặt ống dòm mà thấy, đeo mắt kiếng vô thấy, mướn người ta điều tra thấy, đặt camera thấy. Muốn thấy người khác có nhiều cách, nhưng mà muốn thấy mình chỉ một cách thôi, phải không? Là tự mình phải nhìn lại mình, và mình sẽ thấy mình là ai. Cho nên Pháp Hòa dạy mấy chú nhỏ đó, ngày nào con làm việc xấu, bỏ vô hũ một hộp đậu đen. Ngày nào con làm việc tốt, nói tốt, nghĩ tốt, để vào trong cái hũ một hạt đậu trắng. Rồi cuối năm coi con thấy đậu nào nhiều hơn. Hễ con thấy đậu đen nhiều hơn thì con phải ý thức phát nguyện, năm tới con sẽ đậu trắng nhiều hơn. Mình tu là vậy thôi. Cho nên tính nè, giới nè, học hỏi nè, bố thí nè, trí tuệ, những cái đó nó tăng trưởng cho mình. Trí tuệ là gì? Là nhận thức. Hồi sáng có một em nói với Pháp Hòa, Pháp Hòa hỏi đi làm rồi cuối tuần có làm luôn. Nói dạ không. Có những lúc tụi con mướn người, tại vì tụi con có con nhỏ, phải mướn người để có thời gian với mấy đứa nhỏ. Pháp Hòa nói đúng rồi. Thật sự trong cuộc sống này á, cái gì mình cũng cần hết á. Tiền mình cũng cần, ăn mình cũng cần, mặc mình cũng cần. Nhưng chúng ta có trí tuệ để nhận biết mình cần bao nhiêu, mình cần cái gì và cần bao nhiêu. Chứ mà tôi không cần là không đúng. Cái quan trọng là mình có trí tuệ để mình nhận cái cần của mình. Để chi? Đừng làm khổ mình. Tại vì cái mình cần hơn cái mình muốn là bắt đầu mình khổ rồi đó. Và bây giờ mình cần tiền, nhưng mình quên rằng cái mình cần hơn tiền là con mình. Mà nếu mình không có thời gian với con thì con nó sẽ đi theo cái con đường mà tự tung của nó. Chừng đó mình kéo lại không được. Mình không có thời giờ cho con, bỏ nó ở nhà thì nó sẽ chơi game, nó dính vào đó bạn bè. Mà khi mà nó mất nó rồi đó, nó còn ở dài với mình, nhưng mà tâm hồn nó mình mất rồi, tiền không kiếm lại được. Cho nên làm việc gì cũng được, nhưng phải có trí tuệ để nhận biết, nhận biết những cái mình cần. Chẳng hạn như sắp lái xe xa, không ăn quá no. Ngày mai tôi phải lái xe, cho nên tối nay tôi phải cần đi ngủ sớm. Đơn giản như vậy thôi. Mình biết mình sắp sửa làm việc gì thì tự mình phải chuẩn bị cái việc đó. Cho nên á, cái trí tuệ rất là quan trọng. Trí tuệ là cái tư duy để chúng ta thẩm thấu, để chúng ta có được một cái đời sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Cái đó gọi là tự trọng. Tự trọng là tự mình kính trọng mình, tôn trọng mình, để đừng đưa mình vào cái chỗ bị coi thường, quê cả. Sẵn đây có một câu hỏi về vấn đề kỳ thị. Thật ra nếu nói kỳ thị, không đâu mà không có. Không ở đâu mà không có đó.
Bây giờ làm sao mình chống lại sự kỳ thị? Tại vì nếu người ta đã có tâm kỳ thị là phải có lý do để họ kỳ thị. Họ có cái lý do để họ bào chữa cho sự kỳ thị của họ. Phải là ví dụ thôi. Trong câu hỏi là giữa phương Tây với phương Đông, thì bây giờ mình là những cái người phương Đông, mình tới đây mình định cư ở đất nước của phương Tây, thì dĩ nhiên người phương Tây sẽ có mình những cái nhìn đó khác. Nếu người đó họ chưa có thật sự tâm họ mở thì họ sẽ có kỳ thị. Nhưng nếu mình càng có thái độ và chống bán, mình sẽ prove, là mình chứng minh cho họ biết rằng sự kỳ thị của họ là trúng. Chứ cái thái độ của mình không phải chống bán lại, là mình hãy sống, sống cho thật đàng hoàng, sống có tích cực để đóng góp, để họ thấy được sự kỳ thị. Cái câu trả lời cho mọi cái guốc mắc về mình, chống bán mình bằng cách là chúng ta sống để trả lời, chứ không phải chúng ta trả lời lại. Tại vì trả lời nó không có mang lại cái tính thực tế để người ta chứng minh. Mà thưa đại chúng, không phải bây giờ đâu, từ thời nào cũng có. Mà quý vị biết, ngay thời Đức Phật á, Đức Phật, thời Đức Phật là có 4 giai cấp. Mà cái giai cấp thấp kém nhất mà không được ai để ý, đó là giai cấp nô lệ, cùng đinh. Mà giai cấp đó chẳng những họ không được chơi mà không được nhìn nữa đó. Họ mà chỉ cần mở mắt rồi họ nhìn một cái người mà sang trọng hơn cũng có thể bị hành hạ, bị đánh đập. Đừng có nói đâu xa, năm 2016 Pháp Hòa qua Ấn Độ hành hương đó, Pháp Hòa vẫn thấy cái cảnh kỳ thị đó. Một cái mấy đứa nhà giàu nó đi chơi trong cái cảnh mà Phật tích đó, chỗ mà Đức Phật chuyển pháp luôn, thì cái đứa nhỏ nô lệ này á, nó đi bán chuỗi mà, thì nó lỡ nó chạm vô người của cái đứa nhỏ giàu đó thôi, mà mấy đứa kêu thằng nhỏ lại, bỏ đồ xuống hết, khoanh tay lại, mỗi đứa lột một chiếc giày đập thằng nhỏ. Mà thằng nhỏ đứng chịu trận như vậy, Pháp Hòa thấy bất nhẫn quá, mà mình đứng mà mình khóc. Xong Pháp Hòa lôi đứa nhỏ đó đi, và Pháp Hòa nói các vị không được làm như vậy. Rồi thằng nhỏ đó nó đeo mình suốt buổi luôn. Nó nói bây giờ nó không dám đi một mình nữa, đi một mình là bị đánh. Nói nó sẽ không dám tới đây trong vòng vài tuần lễ. Đây Pháp Hòa mới nói là mỗi một cái nơi chốn, thậm chí bây giờ xin lỗi, ngay cả người Việt mình, nếu mà mình ở nước Việt mình, người ta tới mình cũng, rồi chưa nói là người Việt với người Việt, mà chúng ta còn này Trung nè, này Nam nè, này Bắc nè, mình định kiến cái tâm kỳ thị, không ai đâu, không đâu, không có. Nhưng mà cái quan trọng, đừng có chống bán. Tại vì chúng ta càng làm thì chúng ta càng chứng minh những gì họ nói là trúng. Cứ sống, mình cứ sống để thể hiện được. Cho nên á, chúng ta càng phân bua, thôi đừng nói chi đời, ngay cả trong đạo luôn, nhiều lúc quý vị cũng sẽ nghe thiền kỳ thị tịnh độ, tịnh độ kỳ thị mật tông, thí dụ vậy đó. Mấy cái đó bình thường thôi, đừng có coi nó là những cái gì mà nó ghê gớm trong cuộc sống. Tại vì ngày nào chúng ta còn là chúng sanh chưa được chuyển hóa thì ngày đó chúng ta còn như vậy đó. Giống như á, mình xài thuốc á, uống được viên thuốc hết nhất, trời ơi mình la làng lên, thuốc này đệ nhất. Nhưng mà một ngày nào đó mình hiểu rồi, thuốc nào cũng để trị bệnh, quan trọng là hợp với ai. Thì lúc đó hết dám khoe thuốc nào là nhất á. Một ông bác sĩ tốt, một dược sĩ biết chuyện, không bao giờ nói thuốc nào số 1 hết. Thuốc nào hợp với người đó mới là số 1. Chứ còn làm sao mình dám nói thuốc nào số 1. Quý vị biết dầu á, dầu mà dầu nóng, trời ơi mình có cả trăm loại phải không. Bác này đau nhức sức cái dầu đã hết, cho trời đi đem khoe cùng sớm hết, tốt thôi. Nhưng mà nó không, dầu này tôi sức không được, tôi bị dị ứng, sức vô nó ngứa da. Như vậy rõ ràng Ngài Ấn Quang dạy rất hay phải không. Pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, thuốc nào chữa được bệnh là thuốc hay. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta còn là chúng sanh thì chúng ta còn rắc rối.
rắc rối đủ thứ, chính mình cũng rắc rối với mình mà. Đừng nói là người khác, chính mình cũng rắc rối với chính mình nữa. Nội cái chuyện mình ăn mặc thôi, sắp sửa có tiệc một cái là mình cũng ướm thử vài bộ đồ chứ mình đâu có phải lấy đại mặc đâu, không thử thử xong rồi đi tới đi lui nữa đó. Cho nên trong tất cả chúng ta ai cũng mang một cái tâm muốn tăng trưởng. Thì bây giờ theo lời Phật dạy, chúng ta có 5 pháp để tăng trưởng hạnh phúc của mình. Tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng sự học hỏi, tăng trưởng sự chia sẻ và tăng trưởng trí tuệ. Đây là 5 cái tăng trưởng mà Phật dạy để có được một hạnh phúc. Phật và lặp lại ha. Thứ nhất là tăng trưởng niềm tin. Thứ hai là tăng trưởng đạo đức. Thứ ba là tăng trưởng sự học hỏi. Thứ tư là tăng trưởng sự chia sẻ là bố thí. Thứ năm là tăng trưởng trí tuệ. Mà năm được cái đây là 5 cái pháp để giúp cho mình tăng trưởng và hạnh phúc. Trong 14 lời Phật dạy có một câu là an ủi lớn nhất của người đời là bố thí. Bạn con là người Công giáo có câu hỏi: có người nói đạo Phật không phải là tôn giáo, kính nhờ thầy giải thích giùm bạn con. Câu này giờ nó đầy dẫy trên trên mạng rồi, phải không? Nó có 2 loại tôn giáo mình muốn nói. Thì tôn giáo bằng hình thức của một tông phái hay của một cái đạo giáo, hay là tôn giáo nội tâm. Nếu mà mình đứng trên phương diện lập tông lập giáo rồi đó thì có đó. Nhưng mà Phật giáo đó, chúng ta gọi là tôn giáo là chúng ta tạm gọi để cho con người nhận được à, đây là tôn giáo Phật giáo. Chứ còn cái nghĩa chính thức của tôn giáo, của Phật giáo á, là Phật là sáng suốt tỉnh thức giác ngộ, giáo là lời dạy. Chữ giáo đây là lời dạy. Vậy thì Phật giáo nghĩa là dạy cho mình cách sống tỉnh thức chánh niệm. Vì mục đích của Thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng điện ngọc, chúng ta thường gọi là bỏ phú cầu gì? Bỏ phú cầu gì? Tự nhiên bỏ phú cầu bần chi? Bỏ phú cầu đạo. Mà cái đạo mà Đức Thích Ca Mâu Ni Thái tử Sĩ Đạt Ta muốn tìm không phải là tự Ngài lập một cái đạo để rồi Ngài được làm giáo chủ, để Ngài có tín đồ, không. Thái tử Sĩ Đạt Ta không có tâm đó. Mà đạo mà Ngài muốn đi tìm đó là chân lý. Rõ ràng nè, Ngài thấy sanh, vì Ngài thấy già, thấy bệnh, thấy chết, và thấy một người tu hành. Chỉ vì khi cái người tu hành đây là cái chỗ giải thoát, còn ba cái kia là ba cái ràng buộc của chúng sanh. Vậy thì cái con người tu hành này có bị già bệnh chết không? Có không? Có. Người tu cũng vẫn già bệnh chết, nhưng người tu không bị già bệnh chết nó làm khổ. Còn mình là chưa già là lo già rồi, cho nên bắt đầu tống lên cái bao nhiêu thứ để dưỡng già. Và khi mà mình sợ thì mình càng già hơn, tại vì cái sợ nó làm mình rầu. Cho nên á, Thái tử Sĩ Đạt Ta không đi tìm một cái vị trí gọi là vị giáo chủ, một cái đấng là được tôn thờ. Ngày nay chúng ta gọi Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, giáo chủ của đạo Phật. Những cái ngôn từ đó chúng ta tạm dùng để cung kính Đức Phật thôi, chứ còn Đức Phật không có cái ý lập một cái đạo giáo nào. Vì tại Ấn Độ thời Phật đã có 99 thứ đạo rồi. Nhưng mà cái Đức Phật muốn chỉ là cho con người thấy được lẽ thật, để con người sống không khổ đau bởi những cái nó đang hiện hữu trong cuộc đời này. Thí dụ Đức Phật nói già là khổ. Mình nhận được cái bản chất của già để chi? Để thứ nhất, khi còn trẻ chúng ta làm những điều tích cực
của tuổi trẻ, để khi già chúng ta không hối hận, không khổ đau. Như vậy nói già không phải để tiêu cực ngồi đây chờ già. Nói già là khổ để chúng ta sống tích cực ngay khi còn trẻ và sống tích cực lúc về già. Còn nói bệnh để chúng ta hạnh phúc, bình an, nhận diện được hạnh phúc khi mình còn khỏe. Mà nếu có bệnh chúng ta không khổ vì bệnh, vì biết được bản chất có thân là có bệnh. Vì vậy Đức Phật mới dạy trong 10 điều tâm niệm đó: nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Như vậy đâu có nghĩa là mình cầu bệnh. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh. Nhưng mà nếu nó có bệnh thì chúng ta hiểu đây là bản chất của cái thân. Bình hoa này nè, nó sẽ héo. Bữa nào nó héo đó, mình cầm bình hoa mình đi bỏ ra cái thùng làm phân một cách nhẹ nhàng mà không hề bực dọc gì hết. Vì mình biết bản chất nó, một ngày nào nó sẽ héo. Và mình biết nó sẽ héo cho nên hàng ngày mình ráng tưới nó, cho nó nước chi để dưỡng nó. Nhưng thủy chung bản chất nó là sẽ héo tàn. Thì cỡ nào đó thôi, 10 ngày 2 tuần thôi, rồi nó cũng phải đi theo con đường của nó. Chúng ta lấy cái bông này bỏ vô cái thùng compost để làm phân bón tiếp tục nhẹ nhàng. Vì chúng ta thấy được bản chất của các cái pháp đó như vậy. Cho nên Phật giáo là chỉ cho mình cái cách sống, cho tỉnh thức, cho sáng suốt, để chúng ta giải thoát được cái khổ. Vậy thì bây giờ Hiếu nói là về Phật giáo dạy cái gì? Dạy khổ và con đường hết khổ. Thí dụ như nói là bác sĩ nói anh đó nha, lúc này mỡ cao nha. Bác sĩ không thể nào chỉ tuyên bố một câu rồi về đi, tôi nói thuốc bệnh rồi đó. Bác sĩ còn nói sao nữa? Tôi cho anh thuốc để anh giảm bệnh và hết bệnh. Một bác sĩ nói bệnh mà phải cho thuốc chữa bệnh. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói cái khổ và phương pháp dứt khổ, đó là đạo đế. Cho nên nói khổ đế và nói đạo đế. Nhưng mà nói đạo đế không, nói khổ đế không, người ta không biết khổ từ đâu ra, thì nói tập đế, lý do nào mình khổ. Mà khi mà nghe xong rồi lòng khỏe quá, nhẹ quá, tôi chưa hết bệnh mà tôi biết lý do tôi bệnh rồi đó. Gọi là diệt đế, sự vắng mặt của khổ và con đường dứt khổ. Vậy thì nếu mình nói rằng đạo Phật là tôn giáo thì mình muốn nói cũng được, đó là tại cái nghĩ của mình và mình cho đạo Phật là một tôn giáo. Ví dụ như đạo Phật có triết lý không? Có không? Có. Nhưng mà đạo Phật đâu phải chỉ triết lý. Triết lý tức là mình nói ra cái điều đó thôi, nhưng cái quan trọng là hành đạo, tu tập. Cho nên chúng nhớ là đừng có đứng ở một cái góc này mà nói về đạo Phật là không đúng. Đạo Phật có triết học, nhưng cái quan trọng là hành những gì mình học. Cho nên mới gọi là tu hành. Tu là sửa, hành là tu là sửa và phải làm cho nó đẹp lên nữa. Cái bản chất của Phật giáo là Đức Phật dạy vậy nè: chỉnh những cái đã hư, sửa những cái đã hư và làm những cái chưa có. Ví dụ như á, cái kiến nó bị ố do bụi, chúng ta lau bụi. Và kể từ đó chúng ta mỗi ngày sẽ đều đặn hay là thường xuyên lau nó, không để nó bám bụi như khi xưa. Đấy, cái cách đó Phật giáo vậy đó. Đừng có chỉ chỉnh cái hư mà không gia cố để làm cho nó thêm cái tốt đẹp. Con người uống hết bệnh rồi, bắt đầu phải uống thuốc bổ để dưỡng bệnh, để không làm mình bệnh. Cái gì nó đã dở rồi, chúng ta sửa rồi, và đồng thời tìm cách làm cho nó hưng khởi lên nữa. Cho nên gọi là tu là sửa, sửa những cái hư đó. Còn hành là gì? Là làm những điều tích cực. Cho nên một Phật tử phải giữ hai điều nè: chẳng những không làm ác, mà phải làm gì? Phải làm lành. Anh không ăn cắp là tốt rồi đó, nhưng nếu anh có khả năng, anh giúp đỡ người nữa, cái này sẽ trọn vẹn hơn. Anh không ăn cắp là được 50% rồi, nhưng mà cố gắng nếu có khả năng giúp thêm được nửa người thì trọn vẹn cuộc sống. Ví dụ như
anh không có bài, anh không có xả rác, nhưng nếu anh phụ dọn rác nữa, anh sẽ đẹp trọn vẹn. Cha mẹ đâu có xả rác đâu, nhưng mà cha mẹ chuyên môn là cái gì? Dọn rác của con. Phải không? Rồi bây giờ có thỉnh thoảng cha mẹ bày ra, nhưng mà cuối cùng cha mẹ cũng phải dọn. Như vậy trong cuộc sống này á, chúng ta không hề đập cái chai để cho nó miễn nó văng đầy đường, nhưng chúng ta đẹp hơn là chúng ta biết lượm những cái chai bể đó, chúng ta gói, chúng ta bỏ thùng rác, không làm người khác. Chúng ta không quăng một cái đinh ra đường, nhưng nếu chúng ta thấy cái đinh, chúng ta lượm lên để người không đạp và xe không cán lên. Thì cái không làm ác á, nhà Phật gọi là chỉ trì. Còn mà làm thiện á, thì nhà Phật gọi là tác trì. Chỉ trì là gì? Hãy nên gìn giữ điều không nên làm. Chữ chỉ là dừng lại. Nên làm những điều không nên làm, đó là làm ác, thì gọi là chỉ trì. Nhưng mà tác trì nghĩa là nên làm những việc cần làm. Vậy thì ai hỏi đạo Phật là gì? Bỏ việc ác, làm việc lành, là bản chất của đạo Phật. Chứ không có muốn bành trướng tôn giáo, bành trướng tín đồ, nhưng mà tín đồ không có hành trì, không thay đổi gì hết, thì không đóng góp. Còn nếu có, cho vị giáo chủ đó thôi, cho cái vị thần mà mình thờ thôi, chứ còn nhân sinh xung quanh mình không làm gì hết. Phật giáo không như vậy. Mà Phật giáo dấn thân, mà theo tinh thần của Ngài Trần Nhân Tông, thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam mình, đó là gì? Ở đời vui đạo, hay là nói cách khác là sống đời tu đạo. Sống trong đời nhưng lấy đạo đức, lấy thiện lành để cảm hóa cuộc đời. Cho nên Phật Pháp không có ở xa, Phật Pháp ngay dưới chân mình, ngay cuộc sống của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, bây giờ người ta kỳ thị mình mà mình tỏ vẻ ra là mình chống bán kỳ thị thì nó sẽ tăng trưởng. Thôi bây giờ người ta cứ để người ta có quyền kỳ thị đó, chúng ta có quyền sống theo cái khả năng thiện lành của mình, thì chính cái đó nó cảm hóa. Người ta có quyền ghét anh, nhưng nếu anh không ghét lại thì cái ghét nó không tăng trưởng. Cái ghét là cái chuyện quyền của người ta. Người ta nói xấu anh, đó là quyền của người ta. Nhưng có một cái cảm hóa là đừng nói lại. Tại vì anh nói lại nghĩa là anh tương đồng, nếu hình thức là tương đồng. Hoặc là mình leo thang nói xấu nhau, và cuộc đời này cái xấu nó vô tận, nói sao hết. Cho nên hễ bói ra ma thì quét nhà ra rác, nghĩa là người ta muốn nói xấu về mình đủ chuyện để người ta nói. Giống như nhà mình vậy đó, muốn móc rác ra, gõ nào cũng móc được hết, cách nào cũng nói được hết. Cho nên không thương nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể trách, mà thương nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là đại chúng cứ hiểu rằng đạo Phật nghĩa là con đường dẫn tới tỉnh thức giác ngộ. Phật giáo nghĩa là dạy cho chúng ta sống tỉnh thức giác ngộ, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả. Chứ không phải là cái ý. Còn nói nếu triết học, Đức Phật cũng có những cái đạo lý nghe nói vậy, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta học và hành những gì chúng ta học. Cho gọi là tu hành. Tu là sửa, gọi là bỏ ác đó. Còn hành là hành thiện, làm cái điều thiện. Cho nên hễ ngày nào con người còn chuyển hóa cái ác, làm cái việc thiện, thì ngày đó đạo Phật còn có mặt trên thế gian này. Bằng hình thức có thể không mang danh Phật tử, nhưng nơi tâm ai mà có bỏ ác làm lành, người đó là Phật giáo. Mặc dù họ không có đạo Phật, không có gì hết á, không có dính dáng gì đạo Phật hết, nhưng mà trong tâm họ, họ có cái ý nguyện là bỏ ác làm lành, thì họ đã là Phật giáo rồi. Thôi chúng ta hết giờ, xin cảm ơn đại chúng. À, câu hỏi cuối cùng là: trên bàn thờ ông nội và ông ngoại cúng chung một lư hương được không? Dạ được, tại vì ở chung nhà rồi mắc gì cũng được chung lư hương. Quý vị thấy bàn thờ phía sau không? Người Hoa, người Mỹ, người Việt, hàng trăm hình cũng một lư hương. Mình để cái lư hương đây mà mình nguyện chín phương trời, mười phương Phật cũng một lư hương.
Đây là một cái chỗ để cắm hương thôi mà. Đó. Cho nên thờ ông bà bao nhiêu vị không cần biết, một lư hương được rồi, cho nó gọn, nó trang nghiêm. Tại vì mình là người Á Đông á, mình lúc nào lư hương cũng để giữa đó. Chứ qua Tích Lan, Ấn Độ rồi ta không nhất thiết đâu, cái bình nhang này ta để bên hông hoặc cũng được đó. Miễn cái quan trọng là thả cái hương vô để nó xông cái mùi trầm thơm, chứ không nhất thiết phải để giữa nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái quan niệm là tất cả phải được quân bình, hễ hai thì hai bên, mà một thì ở giữa. Vì ông bà chúng ta muốn dạy mình sống phải quân bình. Đó là cái đạo lý, cái cách trưng bày để nhắc nhở. Mời đại chúng chắp tay và cùng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học. Pháp môn xin nguyện học. Ơn nghĩa xin nguyện đền. Ơn nghĩa xin nguyện đền. Phiền não xin nguyện đoạn. Phiền não xin nguyện đoạn. Quả Phật xin chứng nên. Quả Phật xin chứng nên.